Đấy, chim chơi trên tay luôn nha anh em. Ôi, ui. Ừ. Về tới luôn rồi đó. Chim Bình Dương nha anh em. Một bước lọt luôn. Rồi, đi xong. Cũng như cái góc được đẹp đẹp tí. Chỉnh cái máy quay thì đừng rớt hả, lật hả? Không, không lật nó đâu. Rồi, làm việc đi. Chơi đi con.